thưa các vị chữ nghĩa trong thiên hạ như là một bồ kinh luân nếu bồ kinh luân trên cõi mạng xã hội việt nam có ba lá mít chữ nghĩa thì một lá dành cho ông thái hạo một lá dành cho ông hoàng hải vân là một lá một chiếc lá mít cuối cùng chiếc lá cuối cùng dành cho tất cả chúng ta à, có nghĩa là từ xưa đến nay trong từng dòng trạng thái ông thái hạo cũng như ông hoàng hải vân đều chứng tỏ mình là một người lắm chữ, nhiều nghĩa, luôn đi vào những vấn đề kinh điển và trích dẫn những điều thông thái. Hàng vạn kinh thư có lẽ hai ông này trong thiên hạ ông này đều đọc hết và mới đây chúng ta thấy rằng có cuộc bút chiến dữ dội giữa Hoàng Hải Vân và Thái Hạo. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem coi những người mà được coi là tinh hoa của xã hội và khi họ bút chiến với nhau thì như thế nào? Nó thơm tho hay là nó cũng nhướng mùi trần tục như mấy bà bán cá ngoài chợ chửi nhau? Chưa xảy ra thì chưa không biết đâu thưa các anh chị. Hãy tìm hiểu thực tế xem nó như thế nào. Đầu tiên hết thì Hoàng Hải Dân Tiên Sinh có dòng trạng thái nói rằng Thầy Minh Tuệ, nha, sư Minh Tuệ là đạo đức giả và đám đông đi nghe theo nhà sư Minh Tuệ là đám đông u mê đám u mê ngay lập tức tác giả Thái Hạo có một bài rất dài phân tích cái dở cái dại trong lập luận của ông Hoàng Hải Vân và rơi hữu ý nước chảy vô tình ngay sau đó ngay lập tức gần như ngay lập tức ông Hoàng Hải Vân có bài con chó không kém phần cái độc và chưa hết tác giả một, một tác giả đầy chủ nghĩa khác đó là nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng tham gia và bài viết của ông cũng rất độc đáo rất hay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nguyên văn và phần cuối cùng ông cũng lôi vấn đề con chó ra nói và tuy nhiên à, à, tôn trọng văn hóa truyền thông và tôn trọng anh Hoàng Hải Vân à, chúng tôi không có trích dẫn cái đoạn nói về à, con cày con cáo gì cả thưa anh chị nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thuận theo thời, bài viết của Hoàng Hải Vân phải xuất hiện. Chắc chắn là ông Hoàng Hải Vân phải lên tiếng, chiếu theo mục đích và thời điểm tạo dư luận quen thuộc qua những bài viết của ông ta. Đến lúc này thì có thể thấy ông Hoàng Hải Vân bắt buộc phải có một bài tấn công ông Thích Minh Tuệ. Chiều dài cầm thẻ nhà báo của ông Hoàng Hải Vân cho thấy ông luôn chọn đúng lúc để lên tiếng cho thế lực của mình, cho quyền lợi của mình hay phe cánh của mình. Bất chấp việc lên tiếng có như thế nào đi nữa cho chị tôi xin uh, lược bỏ những từ ngữ mang tính uh, biệt thị và dùng những từ mang tính phổ thông chung chung Xin các anh chị thông cảm nhạc sĩ Tuấn Thanh thông cảm cho anh nhé mới đây Hoàng Hải Dân đã bóc ra dài chi tiết trên đường đi của ông Thích Minh Tuệ và suy luận cạn rằng ông Thích Minh Tuệ chẳng có gì là khoan dung tầm thường và sĩ vã một đám đông u mê với cái tên đạo đức giả ông Hoàng Hải Vân đúng là biết cách chọn tấn công người đủ khoan dung để không buồn đáp trả lại ông chọn lựa là chọn lựa đó là chiến lược cầm bút bởi vì ông hoàng hải vân chưa bao giờ lên tiếng tấn công trực diện thích trúc thái minh với cộng cỏ Billy làm u mê hàng chục ngàn người cũng có thể ông biết kẻ đạo đức giả có đủ quyền lực sau cánh màn dễ dàng bóp chết ông khi cả đôi cùng đứng trong một hệ thống ông hoàng hải vân cũng chưa bao giờ tấn công thích chân quan khi ông ta bóp nặng lịch sử việt nam nói liên kiệt hỗn láo khi dám đánh sang trung quốc bởi thế bởi có thể dân mơ hồ liệu rằng có một chỉ đạo nào hay ra ai đó chống lưng cho quan hay không để ông ta dám nói như điều như vậy vân sẽ không liều mình trình bày đạo đức của mình để dạch mặt thích chân quan nhưng rất mạnh mẽ tấn công một người theo kiểu suy diễn hằng học và nông cạn của mình ngay vào lúc tất cả các sàn thương bài điện tử bất thường đồng loạt chặn từ khóa thích minh tuệ Hoàng Hải Vân nói y như Thích Trân Quang, nói y như những quan chức tôn giáo trong giáo hội Phật giáo Việt Nam khi ám chỉ Thích Minh Tuệ là đạo đức giả và rứt ra hẳn một bài báo lũng củng phô diễn đạo đức thật của mình vào giờ rơi cần thiết. Thật ra không nên nhận định bất cứ ai là đạo đức hoặc không cả. Điều đó có chỉ có thể tự họ hiểu, tự họ đối diện với cuộc đời mình và bia mộ của mình cuối cùng được nhìn thấy khi người ta đi ngang qua và hủy nhổ hoặc cung kính mà thôi. Hoàng Hải Vân cũng đã phô biển phô diễn đạo đức khoan dung của mình vào lúc Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn bị bắt qua vụ tham nhũng Movephone mua AVG 2009. Lúc đó văn viết trên Facebook của mình mang tên Trương Minh Tuấn bạn tôi. Cái ngợi dù thế nào Tuấn cũng là bạn quý của ông ta, tay bộ trưởng đó. Miệng thì ngậm tiền nhưng tay thì tung cuốn sách nói là mình viết phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa về tư tưởng trong các bộ đảng viên hiện nay. Như vậy mà Hoàng Hải Văn vẫn khoan dung cho là bạn quý của mình bất chấp nhờ đã phơi bày tất cả. Còn nhớ vào lúc đó tôi đã bình luận trên trang của Hoàng Hải Vân và hỏi về tính cách hai mặt của Trương Minh Tuấn có nằm trong ý thức bạn quý của ông ta không? Hoàng Hải Thân đã xóa bình luận và hình như là bút blog tôi như blog rất nhiều người đặt vấn đề với ông rất khác với ông Thích Minh Tuệ kể về chuyện trên đường đi ông từng bị đánh vì hiểu lầm và ông tha thứ không nhắc tên hoàng hải dân đã không khoan dung với bất kỳ ai khác biệt chặn một cách âm thầm tất cả những người phản biện ông ta. Đỉnh cao của Hoàng Hải Dân là vụ đánh nhà dân Nguy Ngọc mà tôi đọc bài viết với giọng điệu cố nâng mình lên cho bằng bằng vai phải lứa đến sặc cười của ông ta. Khi ông ta lên giọng, điều đáng nói là việc khôi phục danh dự và trí tặng giải thưởng cho bọn nhân dân gia phẩm này là kết quả của quá trình đổi mới và dân chủ hóa đất nước. Dân gọi những tầng lớp đại diện trí thức Việt Nam là bọn khi ấy rõ là dân có ảo tưởng mình cũng là trí thức Trí thức bật trên. Tuy nhiên. Dân tưởng rằng bài này. Viết này là được khen ngợi. Nhưng không ai khen ngợi cả. Thưa các anh chị. À, sau đó thì. Tuấn Khanh có một. À, dòng. Dài dòng tiếp theo nữa. Rất nặng nề. này Cũng nhắc đến cày cáo. Thì thôi. Chúng tôi thấy điều đó. nó Nặng nề quá. Nặng nề quá. Hoàng Hải Vân cũng viết một bài. Về cày cáo. À, Tuấn Khanh cũng kết thúc. Bài mình bằng cày cáo. Qua ra. À, là như vậy hay sao, chúng tôi rất buồn. Thưa các anh chị những bậc tinh hoa của chúng ta khi bút chiến trong thời đại văn minh hiện nay đã sẵn sàng dùng những chúng tôi không nói những khái niệm mà anh Tuấn Khanh nêu, chúng tôi thấy rằng nó cũng khá thuyết phục và chúng tôi cũng không có ý kiến gì về những lập luận của anh Hoàng Hoàng Hải Vân. trừ trừ một điểm đó là anh quy chụp cho nhà sư Minh Tuệ là đạo đức giả vì anh không chứng minh được và anh nói rằng đám đông u mê thật ra anh cũng không chứng minh được đám đông đi theo ông Thích Minh Tuệ là u mê sự thành ý của con người nó khó rất khó nói thưa các anh chị ở đây chúng tôi không bàn về nội dung nữa nội dung rất rõ là như nhà tác giả Thái Hạo đã nêu rồi anh Hoàng Hải Dân đã bộc lộ cái dạy cái dở của mình khi phân tích không đúng về một nhân vật của công chúng một nhân vật bất vụ lợi mà anh đại đem những tiêu chuẩn vụ lợi ra để anh phân tích thì không đúng rồi phải không ông thích minh tuệ có biết có đọc mạng xã hội đâu ông có không có điện thoại ông liên không có liên hệ với ai cả và kể cả cái chết kể cả tiền bạc kể cả tất cả những gì phù du trên cuộc đời này đều tan thành mây khối trong mắt ông thì lăng trì ông trên mạng xã hội theo kiểu hoàng hải dân cũng chẳng có ích lợi gì Ít lợi có thể nó xem đem lại cho hoàng hải vân à, chứ còn ông thích minh tuệ thì có mười một trăm bài báo đó cũng vậy thôi phải không phải không ý chúng tôi là à, việc là tranh luận trên mạng xã hội hiện nay nó diễn ra nó kém tao nhã gì kém nhã người ta tấn công nhau nó quá dữ dội quá dữ dội và sẵn sàng dùng những khái niệm những từ ngữ nghiệt ngã để tấn công nhau không còn đường lui cho bất cứ bên nào không được lui bất cứ bên nào và đúng là ông hoàng hải Vân đã rất dạy dột phú bài cái hay cái dở cái dạy của mình khi đưa ra những khái niệm không đúng về nhà sư Thứ không tuệ ví dụ như nói là nhà sư thuyết tuệ tạo đức giả khi nhà sư này nói về mình đi đường đi bị đánh nếu nhà sư đủ sức khoan dung thì không kể ra luôn lập luận của ông hoàng hải vân là như vậy nhưng không, ông Thức để ông chỉ nói ra sự thật mà thôi và ông bảo vệ sự thật của chính ông bằng cách và sự khoan dung của chính ông bằng cách không nêu tên người đánh ông là ai, mặc dù biết rõ. Tôi thấy là đủ rồi. Còn Hoàng Hải Dân lại yêu cầu một cấp độ cao hơn nếu sư Minh Tuệ uh, đạo đức thật thì không kể ra vụ mình bị đánh nữa, còn kể ra là đạo đức giả. Rất lạ. Lập luận của ông Hoàng Hải Dân rất lạ thưa các anh chị. Nhà sư Minh Tuệ nói đúng sự thật và sự thật nó là như thế. Và nó là một bài học cho chúng sinh và cho chính nhà sư Minh Tuệ. Đó là sự thử thách của Đức Phật ừ. trên hành trình của bất cứ tu sĩ nào. Tu sĩ nào đối với sư Minh Tuệ đó là đối khác, đó là sự miệt thị của đám đông, kể cả bị đánh, kể cả bị đánh còn đổi với những nhà sư trong cung vàng điện ngọc chùa tốt xe đẹp thì là sắc giới là tiền bạc là danh vọng là bằng tiến sĩ mà chưa chắc gì cám dỗ nào nó đã mạnh hơn cám dỗ nào đó là cuộc đời đó là tu hành là vậy tu là sửa mình là vậy và chúng tôi nhân dịp ở bức chiến này chúng tôi nhớ lại một cuộc quốc chiến của các bậc tinh quan thời pháp thuộc tức là khi pháp đổ quân vào xâm lược nước ta thì có một bộ, bộ phận trí thức cũng lắm chữ nhiều nghĩa nói rằng pháp bây giờ quá mạnh phải theo họ thôi không cách nào khác à, tuy nhiên họ không tự nhìn nhận mình là người bán nước mà là người thức thời và từ đó nảy ra cuộc bút chiến dữ dội giữa những người tự xưng mình là thức thời theo pháp gọi là thuận tự nhiên và những người chống lại việc này đến cùng chẳng thà ngọc nát vàng tan đó là cuộc bút chiến giữa tôn thọ tường và phan Nhân trị cũng như những người khác Thưa các chị mà trị nông người là cũng rất giỏi chữ nghĩa. Ông tự binh giật mình và tự cho mình làm đúng khi theo Pháp bằng 10 bài thơ gọi là tự thuật. Thí dụ như ông ca ngợi sức mạnh của Pháp. Chốt nhón thẳng bon dây thép kéo, mây tuôn đen kịch khối tàu bay, săn vẳng thầm tính, thương đồi chỗ khắp khởi riêng lo sợ những ngày. Miệng cọp hàm rồng chưa dễ chọc khuyên đàn con trẻ chớ lai tức là ông nói pháp rất mạnh về đủ một phương diện cả kể cả khí tài chiến tranh à, đừng có chọc giận họ và mang quả vào thân và quà cho cả đất nước nhưng ông phan nhân trị quả lại bến nghe quảng bao cơn lửa cháy cồn rồng dầu mặt bụi tro bay núi mộng giết thỏ còn chờ thở bụi lưới săn ngay cũng có ngày đừng mượn hơi hùm rung nhát khỉ lòng ta sắt đá há lung lai à, chúng ta thấy rằng cách đây hàng trăm năm rồi hơn nữa ông cha ta cho dù rất căm ghét nhau về ý thức hệ và bút chiến như thế nhưng mà lời lẽ cũng rất tao nhã phải không không có đem 12 con giáp vào đây để dí cho nhau để đổ vào đầu nhau thưa các anh chị như vậy thì văn hóa chúng ta trục lùi hay là tiến bộ đây thưa các anh chị xin cảm ơn các anh chị rất nhiều